Dạ nhà nha. Hôm nay thì hai anh em được hai con lươn này cả nhà, hai con lươn này hai con lươn đồng nè. Nó có chắc bao con lạng à, nhưng mà đủ hai anh em ăn. Hôm nay thì có cái món nhậu của bác Âu Phi mới chỉ về bên nè. Cái món mà lươn rồi đất á cả nhà. Hôm nay thì bên sẽ thử làm đó nha. Tối mình hai anh em mình được có được hai con nè. Hai con này thì anh em mình dư sức rồi. Món này là cái món nhậu nha, nhưng mà hơi hai anh em mình ăn thưởng thức thôi. Chiều nay mình đi bán nên bên cũng không dám nhậu nữa. À, đã chưa lươn đồng nha. Nhìn vô là biết liền luôn á. Mày mà chạy ra ngoài là chết tới luôn á. Còn bây giờ thì hai anh em mình sẽ đi kiếm một ít sả với lá chanh để làm cái món này nha cả nhà. Bây giờ thì đi bằng thịt nó rồi đi kiếm sả lá chanh nữa. Sau đó sẽ giới thiệu cho cả nhà xem nha. Ở đây vòng vòng đây cả nhà nghe ồn không? Tiếng máy nè, nước mấy mùa nay á miền Trung thì khổ vì lũ lụt, còn ở miền Tây anh em mình thì mưa nó ứ lại ở trong bờ á. Cái cánh bên đây đang làm cống á, nên cái con kinh này nè nó không có chạy nước được á. Mọi người ở đây vườn tược đều ngập ở trong nước hết. Bây giờ mọi người phải bơm nước ra sùm luôn á, gôn gã luôn. Bây giờ thì đi hái ở đâu ra béo đây được không béo đây nè. Đó sao quá trời bự luôn kìa, mình lấy luôn cái cũ luôn hay lấy lá lấy cũ lá luôn béo cũ là hai anh em mình cắn á. Hôm nay thì bên sẽ làm cái móng mà lươn rồi đất nha cả nhà. Đây anh em mình đi xin ít xả nè, quá trời đẹp luôn. Chú vườn ghiền này đang kêu trời nè cả nhà ơi. Rút gài ở miền Trung anh em mình lũ lụt quá chừng, ở miền Nam miền Tây của anh em mình nó cũng không có thoát khỏi nữa, mưa quá chừng. Cái nhà thấy nước nó ngập lên không, nguyên đám ghiền của chú nó chìm trong bể nước á, gặp ngay con kinh người ta đang làm cống nữa. Đám ghiền này bây giờ bán 3-4 trăm triệu không bán, mà giờ rồi phải ôm nước mà chịu luôn. Bây giờ hiện tại là đang làm cống ở dưới con mạch nước chính á, rồi nó bí lại nước nó không xả được, nguyên đám ghiền của chú ngập trong bể nước luôn, đau lòng. Bữa tòng hỏi chú sinh. Quá ngon. Rồi được rồi béo ơi, ngon rồi đó. Bây giờ hai anh em mình sẽ về đi hái một ít lá chanh nữa. Rồi mong là cống nó sẽ chạy nước lẹ đang cho vườn ghiền của chú nó bị cứu được cứu. Cái nhà thấy không? Cái bờ chanh của chú này nó cũng bị ngập trong biển nước nè. Chanh mà ngập nước nó úng rồi mai mốt nó rụng hết. Quá trời luôn. Cậu chưa? Vườn ghiền la tạ ở dưới á. Giờ này cái bờ chanh cũng đang la làng nữa nè. Ngập trong biển nước luôn. Thấy người dân đây giờ người ta tìm mọi cách để cứu vườn tược của người ta nè. Chú đó ổng cũng đang bơm nước ra nữa mọi người. Nó đang bơm nước ra cứu vườn dừa với bà bưởi. Nước phải bơm ra kinh nữa nó chảy đi bớt. Chứ trong kia nó bị ngập hết trơn. Khổ ghê chưa? Miền Trung thì đang khổ. Ở miền Nam thì miền Tây thì cũng mất năng suất vườn tược quá trời, lũ lụt khổ quá mà nè. Con kinh quá trời nước luôn mà cái cống đang làm nên bơm đi không được, nước nó xả ra không được nên mọi người bị ứ nước lại rất là nhiều luôn. Thử cái món này nha cả nhà, đây là hai con lươn của hai anh em mình nè. Bây giờ cái này, cái món này chú nói là ăn mà con lươn để nguyên đó, ăn nó mới ngọt và bổ, nên anh em mình đã mần cạo hết nhớt rồi cả nhà, nhưng mà sẽ không mổ nha. Hồi lúc mà chín thì một là lấy kéo cắt, hai là đũa bẻ nha cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ thử nè. Đây cái nồi đất của anh em mình đây. Nhưng mà trước tiên thì mình cần nóng ha. Không nóng đâu. Nóng. Đây, trời nó ké đang miếng đi không sao đâu. Đây, bây giờ thì mình sẽ cho nó một ít muối hột cho nha cả nhà. Muối hột nó đít đừng nó không có bị khét cái nồi đất của mình á. Đây, làm cho nhiệt độ nó lên cao nữa nè. Đây. Lá chanh nha cả nhà, lá chanh để gây hương thơm cho nó. Trời, mấy chú nhậu ở sớm chỉ hai anh em mình đó. Lá xả nha. Ít thôi, canh sao cái nồi đất vừa với hai con lươn của anh em mình vô thôi nha. Chứ không cần quá nhiều thì hơi nó sẽ ép cái con lươn mình xuống à. Vô đây con. Vừa cái nồi quá ha. Bởi vậy cái món này mình làm bên là không nhiều, là canh cho nó vừa tới vừa vô với con lươn này cả nhà. Đố béo hay làm vậy để làm gì? Ăn hơi em cắn. Thằng này hay để vậy nè, cái cũng như cái con lươn của mình ở cả nhà nó sẽ không có đính được cái nền đất nè, tại làm cái món này thì nó sẽ dùng hơi nóng, nó hầm nó ôm lên thôi.
pin không có sát vô, không có nước này kia gì hết. Nên mọi người mà để cho nó sát có thể là hơi nồi nóng thì nó sẽ bị cũng như dạng là nó bị khét à, nó dính thịt à. Vậy mà tưởng là cho con nhỏ ăn. Thì chút xíu cũng ăn luôn, hai tác dụng mà. Lấy muôn thơm, lấy cái này kia nữa. Đang ngựa ngựa nè mọi người. Đây, món này là hơi bị mệt với mấy chú ngoài đồng nha, mấy hương đồng của nội. Đây, bây giờ mình chỉ cần đậy nắp lại cho lên nồi. Cái này là ra ngoài đồng này là hai anh em phải chu đích ra đổi luôn rồi nữa luôn á. Bây giờ mình chỉ chờ đợi thời gian cho nó nóng, nó hồng lên, nó chín thôi nha cả nhà. Thổi cái mỏ thì nhọn quá, ghét không? Mày thổi cái mỏ mày không nhọn coi. Rồi, chờ thôi cả nhà, chút xíu nữa lúc mà thăm sẽ quay tiếp cho cả nhà xem. Đây đang chờ nó chín cả nhà, thằng Béo đang làm diễm ớt thằng Thánh nè. Có con lươn thôi nha, làm sao cho nó thích hợp với con lươn á, để hai anh em phải tốn thêm cái gì nữa để chấm dán ớt nữa. Muối hột này Béo pha muối ớt muối hột cả nhà ơi. Cái này phải nghi cái dĩa muối ớt này, chắc bên nghĩ chắc bên phải vô luộc thêm con gà nữa quá. Có lá chanh luôn hả? Có luôn cho nó thơm mà. Cái mùi lá chanh bên đây nó muốn sọc lỗ mũi hay rồi nè, mà Kha còn cho lá chanh đây luôn hả? Cái nhà lá dừa mà đang mũi dao chơi luôn. Trời, ra luộc con gà, vô luộc con gà. Chấm muối ớt hả? Muối chanh. Cái nhà nghe nó nổ bồ. Cái muối trong nó nổ cái nhà. Dạ, bên đây cùng cái nhà đi thăm nó thử nha. Nó xì khổ quá trời nè. Ôi trời trời, lên khổ luôn. Chưa chín cái này chắc cũng hơi lâu rồi nha. Nè, cái thịt ở dưới nó cũng nước rồi nè, nhưng mà phải đậy kín một hồi cái nó mới hơi nóng, nó mới lên tới tên. chơi thổi gì, che cái nón này không thấy mỏ chu, chơi tới mỏ chu hoài à. Vậy sao? Hai nghĩ nó chín rồi Béo ơi, được rồi Béo ơi. Đã nóng lắm rồi, nó xì khói nãy giờ mà. Ờ xì khói nè. Ủa tôi thơm. Quạt vô. Gì vậy? Mọi người có hử được đâu. Ờ chín rồi mọi người ơi. Thôi, khai nhấp cái luôn đi, nhấp cái miếng dừa ăn luôn đi. Hay ăn miếng bự nhỏ. Thôi dừa thôi, đừng quá hớp không ngon. Hay ơi. Ủa hay ơi. Trời ơi. Chín. Ủa nè, miếng thịt. Ơi nó ngọt. Trời ơi, chưa ăn biết ngọt luôn. Ơi vậy á. Trời ơi. Cái đừng có vẽ nữa, cắt ra đi, đang đối phục. Này món này chắc bị la dữ lắm á. Con nhỏ mình nhấp luôn ha. Nhấp luôn, nhấp hết luôn á. Để hơi anh em mình gấp thôi. Lương hưởng cái đầu bự quá, hơi nhường anh ăn cái đầu luôn á. Ăn cái mình cho. Ta ăn cái đuôi. Thôi ngon lành anh nè. Ngon lành chưa? Rồi chơi với rau với chấm vô hai anh em mình thử luôn. Rồi chơi luôn. Món này chắc bị buồn nữa rồi quá. Mấy anh mà thấy món này mà nó ăn không rồi nó nhậu, món này đúng món nhậu luôn á. Cho hai cái đũa nè. Nhưng mà thông cảm nha cả nhà. Một tay ăn được không? Được. Thì mình khỏi chơi chén luôn ha. Khỏi luôn. Ôi trời. Quá đẹp luôn. Ơi, sướng cái khúc giữa kìa. Sướng cái khúc giữa hả? Rồi đi tách ra cái lấy cái ruột. Phải lấy cái ruột chứ không có chơi hết được nha cả nhà. Sợ cái cục máu nó đông lại không? Thấy. Ăn lương đúng như là ăn vậy nó mới bổ nè. Tại vì mấy thường thường lương mà làm cho em bé ăn mình phải mần. Sợ nó bổ quá bổ. Bây giờ mời cả nhà ăn cùng hai anh em mình nha. Thế nào cũng bị. Là món vậy mà ngồi nó ăn không được. Chứ xỉn nhà lấy nha. Xinh xỉnh chiều theo nó bán nghe sao nướng gà được. Nó ngọt động tại luôn cả nhà. Máu nè hai, cục máu nè. Cục máu hay lá gan? Bậy cục máu. Cục máu hả? Dứt. Nó nằm sáng xét xương sống. Bao ngọt luôn. Luôn. Ngọt thiệt tình luôn. Đúng ra khúc này cái Béo có để cho hai ăn sao cũng đúng á. Còn cạp hả? Cái xương nó dính còn cạp. Hoa ăn cái khúc đầu đi, khúc này nó dễ ra nè. Ở xương ngay luôn không? Thôi cái này chín sơ sơ rồi nha, không nổi đâu. Không nha em nha. Thiệt tình á, làm vướng bận tôi thiệt chứ. Đạm nè. Chơi luôn nè. Nút đã.
nó ngọt gì đâu luôn á. Đúng rồi, không có quá gì ngọt luôn á. Ngon béo, béo ơi, béo ơi. Ăn ớt không? Gắp ra hai tới ớt nè. Thôi bỏ đi, nước mắm, nước ớt đâm cay muốn chết vậy. Này cả nhà thấy không? Cái miếng lươn nó tông thịt nó ngọt, ăn ngọt dữ lắm. Lươn mà mấy anh cô cũng biết rồi đó, cái món lươn nào mà mình làm nguyên đừng nấu nướng món hấp á, thì cái thịt lươn nó ngọt vô cùng. Còn muốn bỏ hay không bỏ thì mình sẽ ăn cái máu của nó. Nếu mà bằng lươn, đúng ra bằng lươn á, chỉ cần cắt một khoảng ở trên cái đầu thôi, rút cái bột ra thôi, chứ không có mỗi tí đít nha. Dứt. Chơi luôn à. Cuộc nãy rút rồi. Nãy quên chụp hình, bỏ khúc này lại chụp hình rút rồi nè. Cái lóc táp kìa. Cái tê bay. Cái tê bay cả nhà ơi. Ôi sao ăn lươn nó dễ hơn ăn cá ta. Em nói rồi, cái mình nút là nó ra hả. Rồi ăn lận cục vậy xuống. Cho miếng chanh. Lá chanh cho hầm nữa ha. Này cả nhà coi bao sáng luôn á. Hai anh em đang ngồi nắng. Thôi giờ làm tiếp khúc lươn nhỏ đi. Lấy ăn lươn bự rồi ăn lươn nhỏ. Nè, cái phần xả với lá quế đồ cái này kia nó ra hơi nước á cả nhà. Ủa, xả với lá chanh nó ra hơi nước á. Bay lên chín luôn nè. Kết hộp. Kẹt. Tại vì cái nước của lá quế đồ lá xả với lá chanh nào nó rớt xuống á béo. Quá ngon. Thôi làm một miếng nữa đi. Để mai xúc. Vậy mà nghĩ sao nó ngồi nó ăn. À, nó nóng. Đúng là cái nồi đất này sướng thiệt chứ. Sướng không? Ủ giả. Nóng quá hả? Đúng quá. Ngọt. Nó ngọt thấy mấy trong tội luôn á. Vô vô. Cái này ngọt thiệt cái nha. Nghe tiếng vui tay không? Bộp. Đúng thứ luôn á. Ngọt. Nồi đất này làm mấy món hấp luôn ha. Món có món gì hấp luôn cả nhà, chỉ bên đi. Bên sẽ làm cái món này. Cái này dùng cái nồi này nè cả nhà. Mình bỏ vô mình hấp á. Cái hơi nóng rồi ghê thiệt. Bỏ những cái giống như vậy nè, nhưng mà mình bỏ vô cái gì mà mình dùng để hấp để ăn á. Rồi, sao hay ăn lá chanh hay nhiều hay gì sao đắng như vậy? Chẳng thúng lá chanh á. Tùng tượng. Lá chanh nó đắng. Cái gì vậy? Cái xương. Ừ. Tưởng xương không biết thịt tăng ra chứ. Thịt tăng nữa hả? Lương. Lầu xả lấy cái đồ hủng nha. Tôi gà. Gà chay. Ai cắn cái sợi cái đồ hổ cái đã không? Thơ. Miếng giòn. Miếng giòn đậm tài luôn á. Quá. Chả nó ngọt mà nó thơm. Nhập lương nó ngọt nữa. Trời. Nhớ rút cái ruột cây nha cả nhà. Không, cái này chút này không có cái ruột. Chứ có tính. Tính không? Tại em nói vậy không có tính không? Bận quá nè. Không méo rồi. Cái này thì nãy hay ăn tới pin ăn tới khúc cuối nhà cả nhà. Cái này làm cái này mình bỏ ít lá chanh lại xíu nữa. Hay lá chanh hay nhiều rồi, nhưng mà làm lá xả nhiều hơn. Để cho lá chanh này bớt.
Cá chanh giống như mình bỏ tết vô lấy cái mùi thơm thôi cái nhà. Còn cá chả thì mình gây bảo rồi. Ngon, tới kéo bấy ăn. Hai cọng rút nè. Thú ơi, cục béo á. Còn báo nó sướng. Báo nè. Người ta mặn luôn là nhờ cái máu. Ừ. Rồi nước ta. Như rắn. Ăn cũng gì rắn rồi nãy em ăn rắn đâu ta. Cái mặn. Trời ơi hên. Ôi nó đắng cộng trời luôn á. Rồi cái máu nó đã bổ rồi, cái mặt bổ hơn nữa. Bổ không? Chưa thấy biết bổ không bổ luôn mà giờ thấy đắng. Đó em nói. Thôi, vậy hai phát hiện thì nãy đắng không phải là do lá chanh nó lên cái nhà ơi. Cho cái mặt nó đắng. Bớt lửa béo, tắt bớt lửa. Để nhỏ con dao rồi. Cái gì vậy? Dặn. Ngọt, phải nấu luôn á. Rừng đồng mà cái gì em nói. Cái đuôi còn sót lại, nằm dưới cái cọng xả. Ăn cái đuôi bởi xương không được bếp. Đó. Cái đuôi xương nhỏ quá bỏ không được. Nhảy luôn không? Ừ, nhảy luôn. Đại đi, gấp đại đi, đừng có cắt cái nữa, cắt cái nó nhừ. Em có cắt đâu, cắt cái mỏ em bỏ. Nó quỷ không? Chỗ nào nó cắt nó chừa lại mình cái nhạc. Nó cắt cái mỏ nó bỏ rồi nó dứt. Nậu ha, biết cái hang hồi lúc đầu cái nó ít lửa chu, không muốn chết vậy luôn, sao giờ lửa quá tại luôn. Nó làm bẹp 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 bẹp. Ngọt quá ngọt. Mấy anh ơi nhớ sắp cái nồi đất để dành làm món này nha. Ngon nha, ngon lẹ. Trong trước. Còn cùng mình chia đôi nè. Anh em ghê chứ. Tính ra là vừa luôn á. Nàng hết nồi luôn. Ghê thiệt chứ chưa hết nồi. Hết nồi khổ luôn á. Máu nè. Chỉ bỏ cái ruột ra thôi nha mọi người này, bằng lương, thí dụ lương mà cả nhà ăn nguyên con á, rồi cắt ra rồi đoạn đoạn ra rồi cái này lấy cái ruột ra bỏ thôi nha. Đừng có bỏ hết nha, cục máu nha, bổ lắm á. Lương mà muốn làm cho em bé ăn kỹ lòng đó mình đem gọng bao bữa không theo hai thì mình nên bằng sạch mình lấy cũng như dạng lấy chất dinh dưỡng ít thôi. Tại vì em bé cơ thể nó chưa có hấp thụ nhiều cả nhà, nên mình lấy chất dinh dưỡng ít thôi. Khi nào mà lớn như mình á thì nó dễ hấp thụ hơn, thì nó dễ, ví dụ như yếu người gan luôn thì hay nghĩ nó không xong đâu. Nó mệt á, ví dụ mình ăn bằng sạch đi, nó ăn 50% dinh dưỡng con lươn thôi là nó đã tốt rồi. Giờ mổ bụng. Mổ bụng rút ra là tốt nhất. Còn mình á, cái người lớn mình ăn á, cái nhà cắt từ trên cái đầu nó xuống khoảng một khúc nè, rồi rút cái ruột ra, sau đó để nguyên nha, vẫn còn máu, ăn nó mới bổ. Bữa nay tại máy gần quá nên biết mất nửa cái đầu nha cái nhà. Xem cho. Thằng nó ra cái nhà đi. Chứ để dẹp cái nồi này chứ mấy thì nó khét hư cái nồi đất luôn à. Rồi, bye bye cái nhà nha. Bye bye.